Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ cung kính đức thầy, kính trình quý vị chân thần, quý vị anh non bảy núi. Và kính thưa toàn thể quý vị, hôm nay được cái duyên lành cũng như cái đoàn ở Vĩnh Hậu trở về đây được thăm tất cả những cái am trại. Ở đây thì gồm có như anh Sáu Mẹo, đây cái cốc của anh. Phải nói là cái duyên của anh Sáu trở về đây. Nhưng mà những cái phần ở đây thì không có gì hơn được, cũng như là phái đoàn của Pháp Thời, Pháp Tài, nói chung trong anh em rất là đông. Cái công mà anh em ở trên này được yên ổn như thế này, được có kính mưa kính nắng, đều do cái công của anh em nói chung là khu vực ở Vĩnh Hậu đã góp công sức rất là nhiều trở về đây để làm tiếp anh em. Thì thành hậu xin thay lời tất cả những vị tu hành ở đây xin chân thành cảm ơn, cũng như là phái đoàn ở Vĩnh Hậu đã dính thời gian rất là nhiều công sức để làm những cái nơi cho anh em ở đây để tu hành cho yên ổn. Hôm nay quý vị mình đến để thăm viếng thì một cái điều hết sức là quý, thì không có chi mà đền đáp lại thì cũng nhờ anh Sáu Mẹo cũng có đôi lời chia sẻ đến với quý vị. Tại vì người xưa cho biết là cao sơn tự thạch động, mà cao đạt trợ duyên giao, núi cao thì nhờ đá chất thành, đạo cao nhờ có bạn lành trợ duyên. Và Đức Thầy cho biết là chúng ta phải hiệp cùng nhau để truyền bá tin lành. Tất cả những cái công tác từ thiện cho đến sự tu tập đều do có những cái người kích lệ tinh thần. Từ chỗ đó mà chúng ta có một cái nghị lực để tiếp tục trên cái con đường hành đạo tu tâm hành thiện của mình. Thì hôm nay nhà anh Sáu chia sẻ đôi điều đến với tất cả dư đồng đạo đây. Xin kính mời anh Sáu. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Thầy và cung kính Quan Thượng Đẳng Đại Thần, các vị năm non bảy núi, và kính thưa Di Đại Hậu, và kính thưa Di là Pháp Thời, với anh em chung trong đoàn của Pháp Thời và trong cái đoàn của Pháp Thời, thì vừa qua theo sự nhu cầu mà cả quý vị để cho chúng tôi có đôi lời để chia sẻ một cái món tinh thần để hành trang. Hiện tại thì chúng ta nhờ được cúng lại, nhờ được niệm Phật, nhờ được làm phước. Cái này là hiện tại thì được phước báo, được phước đức, là một món hành trang cho con đầy đủ nghĩa nhân, ra tay tới độ, lắc dắt lần về ngôi. Thì theo trong Đức Phật chỉ dạy, thì con người sống thế gian đây không phải là làm người được là dễ, mà làm kiếp người, mà làm ngu muội đọ thân uổng kiếp. Một kiếp người mà không chịu giác ngộ tu hành, một kiếp người mà không chịu nghe lời Đức Phật đã chỉ dạy, biết con đường nào tội phước, biết con đường nào luân hồi đọ, phải chịu đau khổ lên lên xuống xuống. Cho nên thầy nói luân hồi sáu nẻo khôn lần bước ra. Có hiện tại có khi mình làm người được, không phải là một kiếp này mình làm người, mà xét lại khi nhiều tiền kiếp mình đã làm người. Nhưng có khi có phước thì lên cõi trời, còn trung bình cõi nhân làm người, khi là có phước đầy đủ làm quan, làm vua.
mà khi làm quan làm vua mà có biết tội phước nhân quả, biết tu hành là một cái điều tốt đẹp, gây cái nhân tốt. Còn khi làm quan làm vua hoặc làm người nghèo khổ, không giác ngộ, không biết tội phước nhân quả để tu hành, tạo những điều tội lỗi, chập chằng chập chồng, đâu biết ở mô, trốn người khỏi, trốn trời sao khỏi, tưởng rằng giật nợ là khôn, kiếp này không trả để tồn kiếp sau. Vậy kính thưa toàn thể chư quý vị, theo trong cái sự nhu cầu của Pháp Thời với anh em đây, thì chúng ta theo lời Đức Thầy chỉ dạy, thì trong cúng lại đây chia ra ba mục và đại cương. Thứ nhất thì chúng ta cúng lại để đền đáp lại cái công ơn của quyền cha mẹ. Tại sao vậy? Thầy nói cú kính dương hương trước của quyền cầu trên thất tổ, chứng lòng thiện nay con tỉnh ngộ, quy y Phật chí dốc tu hiền tạo phước duyên. Thì hứa với của quyền thất tổ ông bà cha mẹ, mình gắng tu hiền, đặng đẹp, làm cho đẹp mặt đẹp mày. Đặng chi? Đặng hứa ông bà, đặng mình tu hành, đặng cứu ông bà cha mẹ. Cho nên cái câu mà mình cú kính dương hương xong rồi cái đứng lại đó, đọc cái bài mà cúi đầu đó, cúi đầu lại lại tổ tông, báo ơn sanh dưỡng dài công nhọc nhằn, gài con xin giữ đạo hằng, tu cầu tông tổ siêu thăng Phật đài, nguyện làm cho đẹp mặt mày, thoát nơi khổ hải liên đài được lên, mong nhờ đức cả bời trên độ con yên ổn, vững bền cổ tu. Thì cổ quyền thất tổ ông bà mình nhiều đời nhiều kiếp, có khi ông bà cha mẹ mình giải thoát thành Phật thành tiên, cho nên mình có cái câu mà mong nhờ đức cả bời trên độ con yên ổn, vững bền cõi tu. Còn khi ông bà cha mẹ mình phụ mẫu thăm ăn vô lượng kiếp, phụ là cha, mẫu là mẹ, cha mẹ mình nhiều đời nhiều kiếp, khi mà vì nuôi con tạo nghiệp chẳng lành, hoặc là phạm tội sát sanh, hoặc là đạo tặc kết thành nghiệp xưa, khi bỏ xác đó, khi cha mẹ mình vì cái gì nuôi con không, tài sản để cho con, ruộng đất để cho con, rồi cuối cùng khi cha mẹ lo cho con đầy đủ ăn học, lo lắng đầy đủ trơn, cuối cùng khi cha mẹ không có giác ngộ, không có tu, rồi cha mẹ qua đời, rồi sao? Phải chịu lục đạo luân hồi trong sáu nẻo, phải chịu đau khổ. Khi cha mẹ mình có phước chút ít thì lên cõi trời, hoặc là làm người trở lại, mà khi cha mẹ mà thiếu phước nữa, làm tội nặng nữa, làm ngạ quỷ súc sanh. Mà ngày nay mình biết cúng lại, đó là để đền ơn cho cha mẹ. Cho nên Đức Thầy nói, hãy tin tưởng Phật trời và cầu nguyện đấng thiên liêng ban bố phước lành cho nhân chúng, hoặc là tu cầu cha mẹ thánh thơi, quốc dương thị thổ chiều nơi phản hồi, tu đền nở thế cho rồi thì sao mới được đứng ngồi tòa sen. Cho nên chúng ta cúng lại thường ngày, hứa với ông bà cha mẹ để tu hành đắc đạo, để giải thoát, để đền ơn cho cửu quyền thất tổ. Rồi đến cái giai đoạn thứ hai là để cái bài quy y, là Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật ba lần, rồi Nam Mô Thập Phương Phật, Phẩm Pháp, Phẩm Tăng, Nam Mô Phật Tổ, Phật Thầy, Quan Thượng Đẳng Đại Thần, Chư Quan Cụ Thần, Chư Vị Sơn Thần, Chư Vị Năm Non Bảy Núi, Cả Mức Chân Minh. Mình hứa với Đức Phật, hứa với các vị Năm Non Bảy Núi, các vị Thần, nay con nguyện cõi ăn năn làm lành, lánh giữ quy theo mấy ngày, tu hiền theo Phật Đạo. Mình hứa với Phật đây, mình hứa các vị Thần đây, đặng chi? Đặng mình giữ cái lời hứa này. Mà ai mà biết được như vậy, ai mà tin tưởng hứa với Đức Phật đây, hứa các vị Năm Non Bảy Núi, các vị Thần đây, mình tin được như vậy, mình mới có thể giữ giới. Mình tin được như vậy, mình mới có đức tin dũng mãnh. Mình tin được như vậy, cái sự tu mình mới đền đáp lại cái công ơn cha mẹ, với cái câu mà cú kính dương hương và cú đầu đó. Tại mình có lòng tin công ơn cha mẹ sanh thành dưỡng dục, từ thở bé đến lúc trưởng thành đủ trí khôn ngoan, trong khoảng bao nhiêu năm trường ấy, cha mẹ ta chỉ biết bao khổ nhọc. Khi chúng ta hứa với
của quyền chúng ta tu để đền đáp lại, nhưng mà chúng ta quy y Tam Bảo, hứa với Đức Phật, hứa với trăm qua các ngài làm lành lánh dữ. Cho nên làm lành lánh dữ, bây giờ làm lành lánh dữ là như thế nào? Chúng ta phải giữ thân và khẩu ý, muốn cúng lại cho kết quả, muốn cúng lại cho ông bà cha mẹ mình đọa vào địa ngục làm ngạ quỷ súc sanh, mà mình cầu nguyện có thể ông bà cha mẹ mình bớt khổ đi, mình cầu nguyện cho ông bà cha mẹ mình hết khổ, tiến lên làm người, hoặc là đào thai lên cái cõi tốt đẹp, hoặc là sanh về cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Nhưng mà lòng của mình có giữ được thân và khẩu ý được như vậy, tâm chúng ta có giới được, tâm mới an. Mà khi tâm an, khi chúng ta cầu nguyện nó rõ ràng, tâm không vọng, thì khi tâm chúng ta thanh tịnh thì chúng ta cầu nguyện cảm với Đức Phật, cảm với bậc thiên liên bề trên. Được như thế, công đức cúng lại thường ngày chúng ta đền đáp lại tứ ăn, đó là một công quả phước báo vô biên. Chúng ta tin tưởng được như thế, làm được như thế, thì khỏi là mất đi một đứa con mất hiếu, khỏi đi một làm người uổng một kiếp người. Một kiếp người mà làm không xong, không biết tội phước, không hiếu thảo cha mẹ, không biết tu hành, không niệm Phật, không cúng lại, và không biết những lời Đức Phật chỉ dạy, thì con người sống nay chết mai, chưa chắc ngày mai mình còn sống. Muôn việc đều mượn lấy tắc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Mình nói Đức Thầy nói tắc hơi, mà theo quý vị nghĩ tắc hơi là sao, quý vị suy nghĩ coi. Tắc hơi quý vị, tắc hơi là sao đâu? Bây giờ theo tôi nghĩ nè, Đức Thầy nói tắc hơi là Thầy nói nhiều đó. Cái lỗ mũi mình với cái miệng đây đó, chừng 5 số phân à. Hơi thở ra rồi hít vô, hơi thở ra hít vô, lỗ mũi với miệng có 5 số phân, mà Thầy nói tắc là Thầy nói nhiều đó. Muôn việc đều mượn lấy tắc hơi, hơi vừa dứt cuộc đời cũng dứt. Thấy không? Cho nên á, bây giờ mình hứa với của quyền thất tổ ông bà rồi, xong cái hứa với Tam Bảo Đức Phật đó, nay con nguyện cái hối ăn năn làm lành lánh dữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo đó, rồi đại cương đó, rồi nó mới đầu thầy đó, thầy chỉ dạy là nhất nhị tam tứ ngũ, rồi cái câu mà cuối cùng đó thầy nó ngủ nguyện cầu Phật tổ hoặc thầy từ bi xá tội đại tử, tiêu tai tịnh sự, trí huệ thông minh giai đắc đạo quả. Mà bây giờ mà muốn trí huệ thông minh đó, mà như thế nào mới thông minh đây? Đó, Đức Thầy chỉ cái câu gì, cái câu mà bài cúng ha, thầy nói tịnh sự. Mà cái tịnh sự này đó, mà cái tâm của mình nó không còn ham thế gian, không còn chạy theo trần cảnh, không còn tính toán ham danh lợi là vật chất thế gian, là mới tịnh sự được. Tại cái từ tịnh sự á là tâm không còn ham theo danh lợi tình nữa. Cho nên Đức Thầy nói cái câu mà cái bài trong quyển năm đó, xa nơi tranh đấu lợi danh, giữ lòng thanh tịnh tánh lành trao chia, mới chí công trì niệm. Ha, chí công trì niệm sớm phia, thăng ti còn tục tâm lìa cõi mê. Tuy quý vị là có gia đình, có vợ có con, tuy là sống trong cõi tục, mà quý vị giữ được cái bổn nguyện như vừa qua tôi nói đó, giữ được thân khẩu ý, tuy có trong gia đình, sống trong cõi tục, rồi sao? Sống trong tục mà không tục, sống trong phiền não mà không phiền não, sống trong cõi mê mà không mê. Nguyên nhân nào? Nguyên nhân mình không ham cõi đời này nữa. Cố gắng hứa với của quyền thất tổ, hứa với Tam Bảo Đức Phật, nay con nguyện cái hối ăn năn làm lành lánh giữ, quy theo mấy ngày tu hiền theo Phật đạo. Cho nên mình giữ được thân khẩu ý được như vậy đó ha, cúng lại niệm Phật nó vô liền. Rồi đến cái mục thứ ba là gì? Là niệm Phật chữ Nam Mô Vô Lượng Phước Diệt Nạn Tu Nghị Hữu Thiên Kinh. Cái công năng mà niệm Phật đó ha,
là vua các pháp. Cái công năng niệm Phật đó là tiêu trừ các nghiệp chướng. Cũng như bây giờ ông bà cha mẹ mình đi, tội nhiều đi, hoặc là mình tội nhiều đi, mà bây giờ mình cố chí làm lành. Cố chí làm lành là sao? Là cấp nãy tôi nói là giữ thân khẩu ý, là cố chí làm lành đó. Rồi chuyên niệm Phật là sao? Chuyên niệm Phật là một cái câu niệm Phật này, là mình nghĩ cái câu niệm Phật này là hơi thở. Hơi thở này còn thở là còn niệm Phật, còn hết thở là chết. Giống như câu niệm Phật này là nhớ câu niệm Phật này là Phật cứu mình, còn quên niệm Phật này đó là phải sao? Phải luân hồi. Quên niệm Phật đó là con người thường thường cái tâm nó có một tâm mà, mình quên niệm Phật còn nhớ diệt chúng sanh liền à, ngộ vậy. Cho nên cái người mà chuyên về mà pháp môn niệm Phật đó ha, tôi bảo đảm quý vị, ai mà có thể thực hành đó ha, chuyên về cố chí là bành, chuyên niệm Phật đó ha, cái người siêng năng lấy cái pháp môn niệm Phật làm căn bản, thì cái người này bảo đảm quý vị trong phiền não, trong gầu buồn, trong cái khó khăn gì quý vị niệm Phật thời gian tự nhiên à, tự nhiên cái tâm quý vị nó khai mở. Nó khai mở là gì? Nó khai mở trí tuệ. Mà khi trí tuệ khai mở rồi, cái tâm nó nhạy bén đối với trần cảnh nghịch, thì tự nhiên quý vị có trí tuệ quán sáng suốt và đỡ quá giải. Còn mà cái người mà trí tuệ không khai mở đó, thì đối với cảnh nó gối lắm. Tại vì đâu, trí tuệ mình đâu có nhạy bén. Khi mà trí tuệ nó nhạy bén rồi, mình thấy những cái gì nghịch cảnh đó, khó khăn đó, bây giờ mình nghĩ gì nè, bây giờ mình niệm Phật, chẳng lẽ mình hơn thua với họ coi sao được. Bây giờ mình đứng niệm Phật mà mình ham đời thì đâu có được. Tại niệm Phật là mình là đại tử của Phật, mình là con Phật, rồi chẳng lẽ mình hơn thua với đời sao được. Cho nên Đức Thầy nói về cực lạc phải gành đường ngõ. Mà bây giờ mình niệm Phật phải gành đường ngõ, mà không gành đường ngõ sao về Phật được. Mà gành đường ngõ như thế nào? Đức Thầy nói cái câu sau nè, nó sáng tỏ mình mới thấy được. Về cực lạc phải gành đường ngõ, mau mau tu tỉnh. À, mình hiểu được như thế. Tu tỉnh là tu sáng suốt, tu tỉnh là tu không còn ham việc thế trần, tu tỉnh là giác là Phật, mê là chúng sanh. Thì chúng ta niệm Phật như thế, chúng ta nghĩ giờ nghĩ gì đi, cái lời nói mà hơn thua đó ha, thì chúng ta hơn thua thì nó cũng không lợi gì ta. Mà thường thường đó, mà có người mà khổ nhiều, có người bệnh đau nhiều, có người phiền não nhiều là từ đâu? Từ do đem vào trong tàn thức của mình. Cũng như là nói người ta nói rồi, cái nói cái gì mà nó nghịch ý mình, ta bỏ ta đi mất tiêu rồi, mà mình đeo vô tư tưởng chi cho nó nhớ hoài rồi ngủ không được. Rồi nó nhớ hoài rồi mình hẹn, mình mới hận thù cái người đó. Rồi hoặc là trong gia đình đi, nói những cái điều gì mà nó không giữ ý mình đó, mình có niệm Phật rồi cái, chẳng lẽ mình niệm Phật mà hơn thua coi sao được. Thấy không? Chẳng lẽ mà bây giờ á, mà mình niệm Phật mà không chồng hoài vậy hơn coi sao được. Hoặc là mình niệm Phật rồi cháu con không tháo hiền coi sao được. Cho nên mình niệm Phật rồi cái, mình quá giải tự nhiên trí tuệ mình sáng suốt. Đối với cảnh tự nhiên mình có sức nhẫn, nó có sức định. Mà có sức định được thì mới có chịu đựng nổi. Không chịu đựng nổi, không có định sao chịu đựng nổi. Ta nói nặng một hai tiếng cái là nói, chịu không nổi. Nhưng mà nhờ có sức định. Nhưng mà không phải dễ đâu quý vị ơi. Quý vị cố gắng được, nhịn được một hai lần rồi tự nhiên nó quen. Thấy không? Rồi tự nhiên rồi nhịn lời ăn tiếng nói. Rồi đến cái giai đoạn này là cái giai đoạn là niệm Phật để thoát ly sinh tử. Ha, niệm Phật thoát ly sinh tử là gì? Bây giờ quý vị niệm Phật mà quý vị đừng đặt nặng cái thân này thật. Tại thân này mình phải ngộ rằng tứ đại hiệp thành, đất nước gió lửa, trước sau gì nó cũng phải già. Già là sao? Bây giờ cái người tóc bạc là già,
gân cũng là già, có mỗi là già, tuổi già thân yếu, đa sầu cảm. Mà bây giờ quý vị còn khỏe nè, còn tỉnh táo nè, còn minh mẫn nè, ha, còn niệm Phật được nè. Mà bây giờ không lo niệm Phật, đợi chút xíu nữa rồi già rồi sao? Nó tản thần. Niệm Phật câu không có dễ ăn đâu. Bây giờ nó kêu tôi niệm 100 tiếng Phật, tôi niệm giá ẹt có dòng. Nam mô Đức Phật, Nam mô Đức Phật, Nam mô Đức Phật. Hạ ơn trời Phật thả tù. Niệm một tiếng Phật, Phật bù 10 câu. Chữ Nam mô vô lượng phước, quý vị không? Dễ ăn không? Ngày niệm được 10 câu thấy lấy là 100 câu rồi. Mà niệm một ngày mà quý vị cố chí lên đành mà chuyên niệm Phật đó ha, tôi bảo đảm quý vị ha. Cái người nào mà tại gì đó niệm Phật một thời gian trí huệ cũng phát khai à. Mà khi trí huệ phát khai rồi, đối với cảnh trần này đó ha, thấy bằng cái chỗ rõ ràng, thấy bằng cái chỗ giác ngộ, thấy bằng cái chỗ không chạy theo trần cảnh. Cho nên là mình niệm Phật rồi cái, cho nên tôi cũng nhờ cái niệm Phật đó. Cho nên mới tôi niệm Phật còn yếu biết không, còn thấy người ta, người này người kia mặc đồ này, người kia mặc đồ khác, người này đẹp, người kia xấu. Tôi niệm Phật giết họ, tôi nói trời ơi, niệm Phật sao mà còn nói người ta đẹp xấu, còn mặc đồ này đồ kia chi mất công á. Lo niệm Phật không lo, lo chi cho cảnh bên ngoài cho tâm động. Cho nên tôi chuyên năng niệm Phật còn cái thế, từ đó sau tôi thu nhiếp. Chuyện gì cần thiết nói chuyện, chuyện gì cái lợi ích nói chuyện, không lợi ích thôi lo niệm Phật. Cho nên giờ cái cảnh bên ngoài giờ tôi hết đặng đặng nữa rồi. Cho nên giờ đến niệm Phật giết rồi, nó không còn nói lo ăn, lo mặc, lo ở nữa chứ. Làm sao kính nắng kính mưa, làm sao cho có mặt cho nó đừng có kiểu mà nó quá tệ thôi. Cho nên cái công năng niệm Phật đó ha, mà cái người mà siêng năng niệm Phật đi, bảo đảm quý vị đi, thì thời gian tự nhiên cái tâm quý vị thay đổi liền. Mà nó thay đổi là sao? Thay đổi là tự nhiên cái tâm mình nó hỏi lần nó hẹp. Bây giờ tự nhiên cái niệm Phật kiết rồi sao, tự nhiên cái tâm mình nó rộng ra, cái tình thương mình nó mở rộng ra, là quý vị niệm Phật có kết quả. Mà quý vị niệm Phật thời gian mà quý vị mà thấy mà cái tâm quý vị ha, cái phiền não ha, cái tâm thì nó hay thường thường chúng sanh mà hay giận hay hờn hay ghét. Mà niệm Phật thời gian cái tự nhiên cái phiền não nó bớt, giận hờn nó bớt là quý vị niệm Phật kết quả rồi đó. Còn niệm Phật mà còn giận hờn còn ghét hoài đó là niệm Phật yếu xìu, tại nó yếu. Niệm Phật ít cho nên cái kia nó chen vô, nó chen vô nó đi giận hờn. Còn quý vị niệm Phật nhiều rồi, tự nhiên quý vị trí huệ phát khai rồi, từ trí huệ phát khai rồi từ đó sao đó ha, tâm quý vị lúc nào cũng hoan hỷ. Cho nên Đức Thầy nói cái câu này nè: tánh thần lương, vẻ mặt vui tươi, vậy mới đáng tín đồ Phật giáo. Nay ta đã quy cầu đạo, gây gỗ là trái thiết từ bi. Lẽ mình niệm Phật mà gây gỗ hoài thì nó đâu có từ bi, mà có từ bi thì mới băng vô tôi khổ. Mà niệm Phật mà, cho nên Đức Thầy nói câu mà gì, cái từ từ bi hỷ xã đó, nó hỷ là gì? Hỷ là cũng gì quý vị mà đi làm phước đi, mà quý vị mà đạt được mà cái câu niệm Phật nãy giờ đó ha, rồi thường thường an vui làm những việc lành, dầu gặp hoàn cảnh trái nghịch chẳng gì thế mà sanh làm buồn bã, quý vị an lạc lắm, vui lắm, không có hơn thua không gì đó. Tự nhiên cái tâm quý vị thương lúc nào phải giữ chánh niệm nha. Nhưng mà mới nó khó lắm. Khó là sao? Tại ra cảnh ngoài giống như là mình chưa có quen, rồi làm việc xã hội đắp đường cắt nhà tình thương là nấu cơm nấu cháo, tại mới là cái tâm mình nó lao chao lắm. Khi mà quý vị ra ngoài quý vị làm, quan trọng chỗ này là tôi nói quý vị đi làm phước làm gì cũng vậy, đừng có gấp làm lẹ, làm đặng giữ chánh niệm đặng chi, đặng giữ cái tâm mình, đặng cho Đức Thầy nói trong cái môn hoằng diệt đó, mới giữ tâm thanh tịnh, mới làm việc nhân từ, không làm hờn giận, chẳng dạ ghét ganh, chuyên tâm niệm Phật giúp thế độ đời, đừng chứa điều phiền não để bụng tham lam ích kỷ, mới gây mối thiện duyên lần lần trí tuệ mở mang. Mà trí tuệ mở mang là gì? Khi mà quý vị dẹp được những cái lòng tham muốn, tham sân si, những cái ô nhiễm đó, rồi trí tuệ mở mang. Tại vì chăng chẳng thấy gì mây che lấp, Phật không trong bể bức vô minh, Phật không ở cách xa mình, tại mình chẳng thức tưởng hình Phật ra. Cho nên đó, chúng ta niệm Phật được mà sáng suốt được là do giữ giới. Giới là căn bản. Giống như bây giờ mình muốn nấu cơm, gạo để vô nồi nấu mới thành cơm được.
còn cát để vô nồi, dù cho mà nấu thiên thu vạn kiếp thì cũng ra cát thôi. Giới minh như nhật nguyệt, diệt như anh lạc châu, như trần bồ tát chúng, do thị thành chánh giác. Từ xưa đến nay các vị bồ tát, các đức phật thành tựu mà thành đó thì cũng do giới lực mà thành, thành tựu thấy không, cũng do giới mà sanh. Cho nên thường thường ta nói bồ tát là gì? Bồ tát là đa hạnh. Mà từ đâu mà sanh đa đa hạnh? Mới hiểu cái nguồn gốc, cái chân lý được như vậy, quý vị mới hiểu được thì cái sự tu mới phát triển được. Cũng như người ta nói là bồ tát là đa hạnh, hạnh nào cũng nhịn được, hạnh nào cũng làm được. Nhưng mà từ đâu mà sanh đa hạnh? Từ lục độ vạn hạnh, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí tuệ. Cái người nào muốn làm bồ tát phải có lục độ vạn hạnh căn bản được mới là bồ tát. Từ xưa nay đức phật các vị tổ không ngoài giới lực ha, cho nên pháp giới lực của đức phật các vị tổ, pháp tu căn bản, mà ngoài pháp tu căn bản thì cái này thì miễn bàn. Tại vì đức phật giới mới sanh định, mà định mới sanh huệ, cho nên là giới định huệ. Cho nên chúng ta đây cúng lại là nhớ cái công ơn cha mẹ, phát nguyện rằng cha mẹ sanh ra nuôi dưỡng là một cái điều từ nhỏ mà tới lớn, cho quý vị ăn học, tài sản để cho quý vị công cha mẹ. Quý vị xét lợi đó, giờ quý vị mà cha mẹ còn sống đó thì ai à, cha mẹ còn sống thì cố gắng để nghe lời đức thầy chỉ dạy, lo cho cha mẹ khỏi đố gách, khỏi bệnh hoạn, khỏi ốm đau, gây sự hòa hảo trong đời huynh, tạo hạnh phúc cho gia đình, cho cha mẹ được vui lòng thỏa mãn. Khi cha mẹ còn sống thì chúng ta muốn có hiếu với cha mẹ, anh em phải thuận hòa, đừng vì lời nói anh em chia rẽ, đừng vì vật chất mà cha mẹ buồn. Chúng ta muốn có hiếu cha mẹ, trong kinh Du Lan Đức Phật nói với hàng đại tử rằng muốn đền ơn cha mẹ chỉ có tu hành mới có thể đền nổi thôi. Còn Đức Phật thí dụ nói nhiều cách gánh cha mẹ hai vai, đi giáp hòn núi Chu Di đến trăm ngàn kiếp, ơn kia chưa vừa, hoặc là thẻo thịt nuôi cha mẹ thân này hết thân khác. Nhưng mà Đức Phật nói nhiều cách, nhưng mà cuối cùng Đức Phật kết luận rằng chỉ tu hành giải thoát. Còn nay Đức Thầy chúng ta gắng tu đắc đạo cứu cổ quyền, thoát trốn mơ đồ đến cảnh tiên, hoặc là ngày nào đắc được lục thông, vớt hồn cha mẹ tổ tông bảy đời. Chúng ta biết được cái bài cúng Đức Thầy chỉ dạy là một cái điều quan trọng, đó là một cái phát nguyện lớn, đó là một cái công hạnh lớn, đó là một cái hạnh Bồ Tát. Tại vì vừa cầu cho cổ quyền thất tổ ông bà cha mẹ mình, vừa cầu cái câu thứ năm là vừa cầu cho mình, rồi cầu cho tất cả chúng sanh, đó là hạnh Bồ Tát. Cho nên cái người chưa hiểu, chưa cái hiểu cái nghĩa trong bài cúng, cho nên xem bài cúng là thường. Khi chúng ta thấu đạt được cái bài cúng này là quan trọng, là đền trả tứ ăn, đây là hạnh Bồ Tát, thấy không? Vừa cầu cho mình, vừa cầu cho tất cả chúng sanh tự giác, giác tha, đó là hạnh Bồ Tát. Rồi chúng ta thường ngày niệm Phật mà giác ngộ, niệm Phật mà nhớ được bốn đại đức của Đức Phật, đặng làm theo bốn đại đức của Phật, đặng ngày sau chứng quả như ngài. Cho nên đó, từ bi hỷ xả, quý vị hiểu được cái pháp xả, quý vị niệm Phật nó vô liền. Tại vì xả là ta chẳng chấp một pháp nào trong thế gian, sẵn lòng lìa xa các nghiệp tiền trần, tha thứ thải những ai tối tâm lầm lỗi, thấy không? Chẳng còn vướng víu chi là nói gì cái chuyện nhỏ nhặt. Chẳng lẽ mình niệm Phật bây giờ chuyện nhỏ nhặt mà mình đi hơn thua, chuyện nhỏ nhặt mà mình đi tranh cãi, chuyện nhỏ nhặt này mà mình đi mất thời gian,
không có thời gian niệm Phật. Cho nên quý giờ niệm Phật hơn là quý châu ngồi tham thiền bao lâu không biết, mà quý vị quý cái câu niệm Phật này như châu báu, như ngọc ngà, hơn được như hơn ngọc ngà đó ha. Cái câu niệm Phật này nó quý hơn ngọc ngà châu báu đó ha, thì mình mới giữ cái câu niệm Phật này hoài không quên. Cho nên á, tôi tu mà 16 tuổi á, nhờ cái câu niệm Phật này quý, cho nên tôi niệm Phật tới bây giờ mới không có gia đình ha. Không có gia đình bây giờ á là mít ở xài á, có vợ con lúc này nó cũng có xuôi da rồi, đầu có bùm sùm lúc này thôi cũng tiêu luôn, đời cũng tàn luôn, lúc này cũng chết luôn. Cho nên nhờ cái công năng niệm Phật đó, siêng năng niệm Phật giữ giới. Cho nên vừa qua thì tôi có nói lên là một là cúng lại thì nhớ hứa với ông bà cha mẹ ha, để mình tu hành đắc đạo của bà cha mẹ. Cái thứ hai thì hứa với Đức Phật phải chăm qua các ngài, làm lành lánh giữ quy theo mấy ngài tu hiền theo Phật đạo. Thì làm lành lánh giữ đây thì giữ thân khẩu ý, thì nói thân khẩu ý đây là hòa hảo mình là gành à. Nói thân khẩu ý là thập ác rồi, nó là giống như là một cái món này, là cái món này sanh tử luân hồi, phạm vào là niệm Phật không yên, phạm vào là con người sanh cái phiền não, phạm vào là con người mơ si, phạm vào là con người khó mà yên tâm, không an lạc được. Cho nên thân khẩu ý tịnh được tam nghiệp mới mong dời cõi Phật. Ai muốn dời cõi Phật đó ha, thì thân khẩu ý chúng ta gà tới gà lôi chúng ta phải kiểm soát, xét tới xét lui, niệm Phật giết từ từ đó, tự động nó tách ra, tự động nó hết mơ à. Mới nó còn mơ, còn hai mình thích, còn ghiền, còn nhiễm, còn vọng tâm niệm giết rồi nó hết vọng. Hỏi quý vị à, thầy nó tịnh sự bài cúng thấy không, tịnh sự mà bây giờ quý vị không gây sự gì nữa trơn, không ham danh lợi, không gây sự với ai nữa, thì cái tâm yên lặng là sao? Nam mô Di Đà Phật, Nam mô Di Đà Phật, nó vô có gì đâu, không vô cái còn cái gì nữa đâu. Tịnh sự là không còn cái sự đời, không còn tranh đấu với đời, không còn hơn thua, không còn nhỏ nhặt, không còn dính díu chi với cuộc lợi danh tài sắc. Nhìn cõi đời chẳng bao giờ sanh lòng liếng ái nữa, thì Nam mô Đà Phật, Nam mô Đà Phật, nó vô có gì đâu, không vô. Cho nên một là cúng lại chúng ta hứa với Đức Phật làm lành lãnh giữ, rồi của quyền đó chúng ta hứa với ông bà gắn tu. Còn cái niệm Phật thì chúng ta niệm Phật để nhớ bốn đại đức của Đức Phật, niệm Phật để thành Phật, niệm Phật để hồi hướng cho ông bà cha mẹ nha. Chúng ta niệm Phật hồi hướng ông bà cha mẹ cho bớt tội thì chúng ta được vị, chúng ta niệm Phật mới hăng đó ha. Một là tiêu trừ nghiệp chướng, hai là chúng ta niệm Phật để cầu nguyện cho tất cả chúng sanh, hồi hướng cho tất cả chúng sanh rồi hướng cho ông bà cha mẹ. Cho nên thường ngày tôi niệm Phật cái giá mà một buổi hay vài tiếng hồ là chuyện bình thường. Tại sao? Tại vì mình niệm Phật đây hồi hướng cho ông bà cha mẹ mình, niệm Phật hồi hướng cho tất cả chúng sanh, cho nên cho niệm Phật tôi hăng lắm. Tối ngày có khi tại sao cái mấy ông bạn đó nói tại sao ông ít nói chuyện quá. Chuyện gì cần thiết nói chuyện, lo niệm Phật không lo, nói chuyện chơi nhiều, thấy không? Cho nên không phải là một ngày một bữa mình niệm Phật mà tiêu trừ nghiệp chướng đâu. Cho nên những việc càng khó cần phải tập luyện lâu ngày, không nên hấp tấp, cần phải chỉ trí, sắt nút lâu mới mềm, tặc sửa lâu mới hết, giọng luyện lâu mới trơn, tu phải kiên quyết. Cho nên niệm Phật, cho nên tôi quyết tâm nhất trí gom thần niệm Phật quyết liệt được vậy đó ha. Cho nên cái tâm tôi mới an lạc ha, cái tâm tôi mới vui vẻ ha, tâm tôi mới không có còn khổ nữa. Cho nên cái thứ ba là làm phước, thì chúng ta nghĩ rằng cúng lại niệm Phật làm phước, thì chúng ta làm phước đây đã làm gì? Đặng gieo duyên lành. Mà làm phước đây đó mà Đức Thầy chỉ gành lắm nha, chúng ta mà không hiểu đó là một mặt thì nó uổng. Nè Đức Thầy chỉ nè, giúp người đối khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Cũng như bây giờ mà chứ không ta nghèo lại cắt cái nhà, gặp ta đói cho miếng gạo, gặp ta thiếu thốn cho cái này có kia, thì có gieo duyên rồi, nhưng mà họ không có giác ngộ, họ không có tu, mới mốt họ cũng bị luân hồi, họ cũng vẫn khổ hoài hoài. Cho nên Đức Thầy kêu giúp người đối khó nhu mì, dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay. Thấy không? Mình cắt cái nhà cho họ, giúp cơm áo cho họ, khuyên họ giác ngộ tu hành, ăn cho bớt khổ. Cõi này là cõi ta bà khổ, ta bà lắm khổ. Cái cõi này là cái cõi sanh lão bệnh tử, cõi khổ. Cho nên khuyên họ, tặng cho họ tu được, thì cái này là quý báu biết bao nhiêu.
hay không? Được như vậy thì chúng ta cúng lại kết quả, niệm Phật kết quả, làm phước kết quả. Thì vừa qua có đôi lời chia sẻ toàn thể chú vị, đến đây nguyện cầu với Đức Phật mười phương từ bi ban phước lành cho toàn thể tất cả chúng sanh, nương theo giáo lý của Đức Phật, hiện tại sống trong gia đình có giáo pháp Đức Phật chỉ dạy, chúng ta nương theo đó sống trong gia đình chồng hòa vợ thuận, đối xử cha mẹ có lễ độ, đối xử với anh em thuận hòa, đối xử với cô bác láng giềng, gặp người mắc nạn đua chen giúp giùm, sát thân là cái gông cùm, nếu làm chẳng chọn thấy không, thú hùm sẽ thay, hoặc là mãn kiếp hồng trần sanh lạc quốc và hưởng công niệm Phật rất yên lành. Và Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và Nam mô A Di Đà Phật.